Tôi đang có mặt tại nhà thờ Chánh Tòa, Cần Thơ. Đây là nhà thờ một trong 25 giáo phận ở Việt Nam và ở vùng đồng bằng sông Long, thì giáo phận Cần Thơ cũng là một trong những giáo phận lớn, và nhà thờ Chánh Tòa là đặt văn phòng đại diện của một trong 25 giáo phận đó. Nhà thờ này được xây dựng từ thời Pháp và cho đến ngày nay vẫn giữ được cái kiến trúc đẹp như xưa. Và khi đến du lịch Cần Thơ thì du khách không quên ghé tham quan ngôi nhà thờ Chánh Tòa độc đáo này. Và đây là toàn cảnh của nhà thờ. Và hôm nay chuẩn bị Tết, ta trang trí nhà thờ rất là đẹp. Và ở đây có cái lịch lễ thăm viếng một vụ thánh lễ mừng Tết Nguyên Đán rất là chi tiết. Và phía sau lưng tôi đó là cái văn phòng làm việc của nhà thờ, và thấy phơi lạc xưởng rất là nhiều ở phía sau. Và bây giờ hãy đi vào khu trung tâm của nhà thờ. Và đây là trung tâm của chánh điện nhà thờ Chánh Tòa ở Cần Thơ, rất là đẹp.